Tập ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người về tướng lông mày giao nhau. Tình người sở hữu tướng lông mày này là tốt hay xấu và nó báo hiệu điều gì cho cuộc đời của chủ nhân sở hữu tướng lông mày này? Ngay từ cái tên gọi là lông mày giao nhau hay là lông mày lối liền đã phần nào giúp cho chúng ta hình dung về cái kiểu dáng của nó. Tức là hai đường chân mày rậm rạp kéo dài và vượt qua phần mắt và chạm vào nhau tại một điểm gọi là ấn đường. Để rõ hơn thì ấn đường là nằm phía trên của sống mũi giữa hai hàng chân mày và các sợi lông mày to, cứng, dài, ngắn khác nhau và mọc lung tung ở vùng chân mày. Tướng mày này sẽ che đi cung quan lộc và được xem là nét phá tướng không có tốt. Đặc điểm của tướng lông mày này là có lông mày rậm rạp hai đầu chân mày nối và dài và có thể giao nhau tại ấn đường. Dáng mày này tạo ra một cái sự mất cân đối về ngũ quan trên gương mặt. Nó làm tăng thêm sát khí và khiến cho mặt tối đi, trông khá là dữ tợn. Lông mày liền nhau có thể xuất hiện ở cả nam và nữ và tỷ lệ người sở hữu dáng lông mày này thì cũng không hề hiếm. Nếu như xét trên mặt thẩm mỹ thì mặc dù hai cái chân mày liền nhau gây ra sự chú ý cho người xung quanh là điểm nổi bật trên gương mặt nhưng dáng lông mày này không được đánh giá cao về mặt thẩm mỹ. Trong rất nhiều cái trường hợp thì chân mày lối liền trông rất là bừa bộn, luộm thuộm và tạo cảm giác không sạch sẽ khi cho người đối diện. Không những thế, nó còn khiến cho nét mặt trở nên dữ dằn, đặc biệt là đối với những người có lông mày đậm, đậm màu. Nó có thể gây ra rất nhiều những cái phiền toái với chủ nhân trong các mối quan hệ xã hội cũng như công việc, nhất là đàn ông. Sở hữu tướng lông mày giao liền nhau thì thường sẽ có vẻ ngoài trông dữ dằn và khiến cho phụ nữ có cảm giác không an toàn khi tiếp xúc. Còn xét về mặt nhân tướng học, thì vị trí giao nhau nằm giữa hai đầu lông mày chính là ấn đường. Ấn đường là bộ vị quan trọng trong cung mệnh của con người. Nếu như hai chân mày giao nhau, tức là ấn đường bị che phủ, ấn đường hẹp, bít lối mang đến những ý nghĩa không tốt cho chủ nhân. Song mi tỏa ấn, vận khí bất khai. Đây là đánh giá của người xưa cho tướng mày này. Câu này có nghĩa là người có hai đầu chân mày giao nhau làm việc gì cũng không thành. Phụ nữ hay đàn ông sở hữu tướng mày giao nhau đều thường gặp nhiều trắc trở trong cuộc sống, nhất là trong công việc. Trong nhân tướng học thì lông mày lối liền nhau mang tới rất nhiều ý nghĩa, thể hiện rõ về tính cách, sự nghiệp, tình duyên và hậu vận của từng người. Tuy nhiên thì không phải ai cũng như ai, không phải ai sở hữu tướng lông mày liền nhau cũng xấu hay là xui xẻo, tùy thuộc vào trường hợp cụ thể và sự kết hợp đặc điểm tướng mệnh khác để luận giải. Đầu tiên là đối với đàn ông mà sở hữu tướng lông mày giao nhau. Về tính cách thì đàn ông có tướng lông mày này đa phần là có nhiều tính cách trái ngược. Họ có tấm lòng lương thiện, sống yêu thương và giúp đỡ người khác. Họ là những người trọng chữ tín và rất kiên cường. Họ tự tin làm cái việc mà không cần sự giúp đỡ của người khác, không mong đợi vào ai. Tuy nhiên thì đôi khi sự tự tin thái quá cũng có thể khiến cho họ trở nên bảo thủ trong quyết định của mình, khiến cho những người xung quanh không hài lòng. Mặc dù sự kiên trì sẽ giúp cho họ thành công nhưng đôi lúc lại trở thành cứng đầu và khó khuyên bảo. Bởi phần tính cách này nên đàn ông có tướng chân mày giao nhau cũng không được lòng nhiều người. Xét trên phương diện sự nghiệp thì ấn đường càng hẹp thì đường tài lộc càng trắc trở. Tuy đàn ông có tướng mày lối liền nhau khá là quyết tâm cho những gì mà mình làm, nhưng mà khó khăn lúc nào cũng xuất hiện. Vì vậy, sự nghiệp của họ cũng chỉ dừng lại ở mức ổn định, phù hợp với vị trí thông thường hơn là làm chủ doanh nghiệp. Còn về tình duyên, tướng mày giao nhau ở đàn ông có đặc điểm là rậm và đậm. Trong nhân tướng học, người có lông mày lối liền nhau thường có bản tính đào hoa và không chung thủy. Vì thế mà đường tình duyên gia đạo cũng lận đận, hạnh phúc đến muộn và phải sau tuổi tứ tuần. Đàn ông có tướng chân mày này được đánh giá là có tính bạo lực và vũ phu, nên đối với phụ nữ, họ không phải là một người chồng hoàn hảo và chỗ dựa đáng tin cậy. Còn xét về hậu vận, so với thời trẻ thì đàn ông có tướng lông mày giao nhau sẽ có sự ổn định hơn khi mà càng lớn tuổi.
Nếu như biết cách kiềm chế cảm xúc, hạ cái tôi và vun vén hơn, thì gia đình sẽ êm ấm, đủ ăn, đủ mặc và sống mà không cần phải lo nghĩ nhiều tới chuyện thế nòng. Còn phụ nữ sở hữu tướng lông mày giao nhau thì sẽ như thế nào? Tính cách của phụ nữ sở hữu tướng lông mày này cũng khá tương tự nam giới, là họ có bản tính rất mạnh mẽ và quyết đoán. Họ thường tỏ ra mạnh mẽ, cá tính giống như đàn ông. Cuộc sống của họ đầy những thách thức và họ phải tự mình vượt qua. Họ có cái tôi cao nên thường không quan tâm tới ý kiến của người khác và đôi lúc sự bướng bỉnh của họ sẽ làm mất dần các mối quan hệ xung quanh. Còn sự nghiệp, do bản tính mạnh mẽ nên phụ nữ có tướng lông mày nối liền nhau thường thích các công việc mang tính chất tự do, khám phá và mạo hiểm. Họ thường có một sự nghiệp vững chắc, ổn định và không cần lo lắng về vấn đề tài chính. Họ thích làm việc một mình hơn là làm chung với quá nhiều người. Nếu như kiểm soát tốt cái tôi và tính cách nóng vội thì sự nghiệp của họ sẽ có nhiều điều đáng để ngưỡng mộ. Còn về tình duyên, phụ nữ có tướng lông mày giao nhau có thể gặp khó khăn trong chuyện tình cảm vì luôn tỏ ra mạnh mẽ và khó chịu với những người đàn ông tài giỏi. Hôn nhân của họ cần được xây dựng trên nền tảng tình yêu chân thành. Thực tế thì không phải nét tướng quyết định số phận mà phụ nữ có nét tướng lông mày giao nhau có thể có cuộc sống hạnh phúc nếu như họ tu tâm, kiềm chế tính cách và biểu hiện tình cảm. Để chuyện tình cảm có một cái kết thúc đẹp thì kiểu phụ nữ mạnh mẽ này cần có một người có tính cách trái dấu để bù trừ vào những cái khiếm khuyết. Nếu mà tìm được ý trung nhân thì họ sẵn sàng hạ cái tôi và dành nhiều sự quan tâm cho đối phương. Còn về hậu vận, phụ nữ mà có tướng lông mày liền nhau càng lớn tuổi thì càng ổn định trong cuộc sống. Tuy không quá dư dả về mặt vật chất nhưng cuộc sống vợ chồng con cái lại rất hạnh phúc. Nếu biết đủ và dừng đúng lúc thì số phận sẽ không bạc đãi họ. Cái cách khắc phục cho tình trạng lông mày giao nhau thì sở hữu hàng lông mày chạm vào nhau thì có thể khiến cho nhiều người cảm thấy mất tự tin. Không chỉ vậy mà nó còn được xem là mang tới những cái điều không tốt cho cả nam và nữ. Tuy nhiên nếu bạn không may sở hữu cái tướng lông mày này thì cũng đừng lo, vì hiện nay có khá nhiều các phương pháp để có thể khắc phục, hóa giải nhược điểm này để có thể cải tướng và đổi vận. Ví dụ như là tỉa cạo lông mày hay là sử dụng những cái phương pháp triệt lông tại cái khu vực và cái vùng giao nhau đó.